bạn đã từng trải qua tình huống mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng mọi thứ vẫn không đi theo kế hoạch của bạn chưa? Có lẽ Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt hơn cho bạn và đang trong quá trình thử nghiệm và định hình tính cách của bạn. Hãy cùng tìm hiểu thêm về 4 dấu hiệu Đức Chúa Trời đang thử nghiệm bạn. 1. Vấn đề gia đình. Đôi khi bạn gặp phải những vấn đề trong gia đình và cảm thấy quá tải. Gia đình là nguồn sức mạnh và đồng thời cũng là điểm yếu của bạn. Đức Chúa Trời cho phép gia đình bạn đối mặt với khó khăn để thu hút sự chú ý của bạn và tăng cường niềm tin vào Ngài. Nếu bạn đang trải qua đau khổ do xung đột hoặc thử thách trong gia đình, Đức Chúa Trời có thể đang khuyến khích bạn cầu nguyện nhiều hơn và muốn tăng cường tình yêu thương và sự hy sinh của bạn trong gia đình. 2. Tuyệt vọng. Bạn có từng cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng hoặc lạc lối trong cuộc sống của mình? Đó có thể là dấu hiệu từ Đức Chúa Trời rằng Ngài đang chờ đợi bạn kêu gọi danh Ngài và dành cả cuộc đời để tận hiến cho Ngài. Đức Chúa Trời có nhiều kế hoạch cho cuộc đời bạn và Ngài chỉ đang chờ bạn để dẫn dắt bạn vào hướng đúng. Khi bạn tận hiến tất cả cho Ngài, Ngài sẽ đổi mới niềm đam mê sống của bạn, mang lại hy vọng và mục đích cho cuộc sống của bạn. 3. Không đạt được mục tiêu. Bạn đã làm tất cả những gì có thể để hoàn thành mục tiêu của mình và đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như dự định. Đức Chúa Trời có thể đang bảo vệ bạn khỏi những tổn thương trong tương lai và muốn bạn có niềm tin nhiều hơn vào ý định của Ngài. Bạn sẽ không đạt được mục tiêu của mình dù cho bạn cố gắng bao nhiêu lần nếu đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt hơn cho bạn và hãy giao phó kế hoạch của mình cho Ngài để Ngài dẫn dắt bạn đạt được mục tiêu đó. 4. Vấn đề tài chính. Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy Đức Chúa Trời đang thử nghiệm bạn. Khi mọi thứ đều đầy đủ, nhiều người quên đi Đức Chúa Trời. Tiền bạc khiến họ mù quáng và có người thậm chí coi đó là mục tiêu số một trong cuộc sống. Họ quên rằng Đức Chúa Trời là người cung cấp tối cao của họ và tất cả những gì họ có đều là một món quà từ Ngài. Vì vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, Đức Chúa Trời có thể đang dạy bạn tin tưởng Ngài và học cách phụ thuộc vào Ngài cho nhu cầu hàng ngày của bạn.